Rồi Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha. Đã quay trở lại kênh của Thiện bơm nước mini Nhật Bãi. Thì Thiện cũng hứa là hàng của Thiện đủ rồi, rồi Thiện sẽ lên kênh cho bà con. Thì giờ sáng giờ là hàng mới vừa đổ xong. Đó thì Thiện cũng muốn để ngày mai lên, nhưng mà đã hứa với bà con rồi. Thì hôm nay Thiện cũng lên cỡ 40-50 lô gì đó cho bà con tham khảo. Thích những cái dòng máy nào thì bà con cứ chốt số cho bên Thiện. Cái máy bây giờ nằm tầm là 200 con lận nha. Hiện tại bây giờ là trong kho, bây giờ đang chất vô trong tới hôm nay rồi. Đó thì bà con nào mà các lái nào mà yêu cầu những cái mặt hàng nào, đa số là lô hàng này giờ là bởi bình nhiều nha, máy lớn thì cũng rất nhiều. Đó thì bà con nào mua giờ mà đổi làm thổi lá hay là mình mua bình giờ mình ráp á thì rất nhiều nha. Nhưng mà bây giờ nhiều quá cho nên Thiện cũng không lên nổi. Thiện phải chia ngày nào Thiện cũng lên cho bà con, tại vì 200 bình lận. Thì hôm nay Thiện cũng ráng cố gắng. Đó, còn số đây chuẩn bị sắp vô kho nè, nhưng mà đợi Thiện lên một ít cho bà con tham khảo đó. Chiều mai là Thiện sẽ lên tiếp cho bà con. Có số máy nó giờ nó còn đẹp lắm mà, bởi bình mà chỉ cần đổ xăng vô mà giật máy nó cũng nổ luôn. Đó thì hình thức thì bà con cũng rõ rồi, buôn bán thì xem trên kênh là mà có những gì là bán những nấy nha. Đó cho nên bà con nào cái con máy những gì là cho nên Thiện phải đưa giá ra những con máy đó. Cho nên bà con mua lô thì bà con đừng có máng vốn Thiện thì thấy không ưng ý. Nhiều bà con nào mua trời thì dọn nổ lên á thì điện thoại nói trời ơi máy ngon quá Thiện, còn mà dọn không được thì điện thoại chửi Thiện là cái đó sao mà Thiện bán lô được cho bà con được. Đó thì cái chuyện mua hàng, mua lô, mua mù thì cũng chuyện hên xui, như Thiện cũng lấy bên đó rồi cũng vậy, cũng hên xui. Cho nên bà con nào chấp nhận mua thấy ưng ý mình vừa mình dọn được thì mình lấy giờ mình dọn cho nó giá cho nó rẻ, còn không thì đợi Thiện cho thợ nó dọn lên đăng một clip là 20-30 cái gì đó. Đó là bà con chọn, giờ là bà con cứ việc bà con xài. Chứ bà con không biết xài mà không biết dọn mà cứ mua giờ là dọn không được, cái điện thoại nói máy này máy nọ, thợ thầy này nọ rồi ráp rồi. Thì nhiều lúc á cái những con máy nó bị mất ốc này nọ hay là thiếu gì đó, Thiện thấy Thiện lụm Thiện dặn vô đó cho nó hoàn chỉnh một chút, cho nó tương đối cái con máy đó. Cho nên bà con nào mua máy lô thì bà con hãy tham khảo kỹ càng, bán theo hành thức trên video nha. Đó thì kênh của Thiện thì buôn bán Thiện sẽ ship toàn quốc, chỉ là Thiện không bao phí vận chuyển thôi. Đó thì phí vận chuyển thì bên bưu điện chỉ có 5.500 một ký thôi nha. Đó ngày hôm nay là Thiện sẽ lên báo giá từng con luôn cho bà con luôn. Đó hàng mới dời nè. Đó thì bắt lớp Thiện sẽ đi từng lô, có bơm nước mini bà con cũng hỏi đất kìa. Thì Thiện đi khoảng tầm 50 lô đây. Đó rồi vào ngày mai rồi Thiện sẽ lên thêm cho bà con nha. Chứ bây giờ thời gian cũng giờ này nó cũng đã 5 giờ rồi, 5 giờ chiều rồi, làm phát bụng nó chắc tới 6 giờ nó tối quá là chắc làm cũng không có kịp. Đó thì hôm nay thì lên được bao nhiêu lô, lên được tối quá thì Thiện lên 40 lô nha. Đó thì ngày mai Thiện sẽ lên nhiều cho bà con. Rồi bây giờ ngày hôm nay là cũng là ngày mùng 2 nha bà con. Đó bữa nay là ngày mùng 2 tháng 4. Thì hôm nay thì Thiện cũng thanh thủ sớm nữa, tại vì bữa nay là cũng là sinh nhật của lão bà của Thiện. Đó cho nên cũng thanh thủ sớm để mà đi mua bánh sinh nhật để tặng cho lão bà, chứ không tấu là lão bà úp máng luôn, không cho rờ máng luôn là chết luôn. Đó cho nên bà con là hôm nay Thiện đăng một số ít thôi nha. Thì hỏi mà cảm thấy mà nó tối á thì Thiện sẽ ngưng không đăng nữa, để ngày mai Thiện đăng cho bà con. Đó rồi con này là con số 1 nha bà con. Đó con này là con số 1, con này là con Rubin cánh bướm nè, 35 nha. Đó đầy đủ đồ luôn. Đó bình xăng bình nó là nó bả bởi, là máng nó là máng xả lúa nè, rất là lớn luôn nè. Đó nếu mà bà con nào mua những cái dòng này là xả lúa gớm lắm nha. Còn bình xăng chứa là Thiện thấy là bờ hoài là không có bởi nha, Thiện không có bao là bao xì lỗ một nha. Đó thì bờ hoài Thiện dòm là thế, Thiện thấy đâu có thấy bởi đâu nè, thấy không? Đó Thiện sẽ quay kỹ càng cho bà con. Đó quay chậm rồi quay ít lô cho bà con cũng được. Đó rồi ngày mai quay nhiều cũng được nha. Đó thì con này là con Rubin cánh bướm nha. Rồi Thiện sẽ giật hơi cho bà con nè, Thiện cái giật hơi cho bà con đây. Đó hơi hám rất ngon nha. Đó hơi hám là rất là ok luôn. Giờ cái việc bà con xúc nhẹ chén xăng là cho máy nó nổ nha, hoặc là thổi lá cũng được. Đây là cái máng đó nè, máng này máng xả lúa là rất là lớn luôn nha, rất tiếc là cái bình nó bị bởi rồi nha. Rồi cây này bán cho bà con, giá bán cho bà con số 1 nè, bán cho bà con là 580.000 nha. Đó bán cho bà con 580.000 con số 1. Đó vô một con số 2 nè, thêm một con này là con mờ đơi nha bà con. Con này là con mờ đơi nè, con này là cu đít. Đó nó cũng là dòng của mờ đơi. Đó mà con này nó còn máu lắm cho nên nó cũng bị bởi bình rồi nè. Đó thấy không, đới đồ thì bà con dòm nè, đới đồ này nọ rồi nè, thấy không? Còn nguyên hoàng sâu hoàng đồ là thấy bà con thấy không, quá đẹp luôn. Đó nhưng mà rất tiếc là bên đó cái lô hàng này giờ đa số là bởi bình hết, không còn cái bình nào luôn.
đó, thì bắt buộc bởi bình thì Thiện bán giá bởi bình cho bà con. Ở con này hình như là Thiện thấy là đổ một chút xăng vô là nó nổ nè. Lên cái cần ga. Lên đi. Rồi giật đi. Nổ nha, giật cái nhẹ nữa cho bà con coi. Đây là đổ xăng vô mà giật nó nổ đó. Đó, máy giờ thì rất tiếc là nó bị bởi cái bình thôi. Nói đây con này là nó cũng là máng nó là máng xả lúa nè. Ở mà con máy nó còn máu phải là 90% luôn, mà điều rất tiếc là nó bởi bình. Nếu mà nhà bà con nào xài có những cái dòng này mà động cơ hư mà còn bình, mình lấy giờ là mình ráp bình lên là mình xài. Đó. Bây giờ những cái máng này nè, đó là những cái dòng Etrocurit á, là bỏ máng nó vô được nha. Đó thì giờ nhà bà con nào có xài những dòng đó thì bà con bỏ vô là rất là sướng, nhưng mà nó là ổ giật trợ lực nữa. Đó, dòng này là ổ giật trợ lực, xài rất là nhẹ, nhậm nổ nhựt. Đó, người già giật nó cũng nổ nữa nha. Đó, còn mớ nè, thấy không? Quạt nó là quạt nhựa nha bà con. Đó, con này đờ mớ quạt nhựa. Còn rất mớ luôn. Rồi cây này là cây số 2 nha. Cây số 2 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 1,2 triệu. Đó, bán cho bà con 1,2 triệu nha, con số 2 nha. Đó giờ bà con chỉ việc đó tới bên đó mà nó mà chuẩn cỡ dày, giờ là bà con không cần làm gì nữa đâu, giật cái nhẹ nó nổ thôi nha. Con số 2 1,2 triệu nha. Ở cái con nào nó điều đồ một chút cho bà con. Đây, vô con số 3 nè. Đây, một con bình này là bình 18 lít nè. Đó, có chức năng xả lúa nha. Đó, con này có chức năng xả lúa nè. Đó, nhưng mà nó bị bởi một chút xíu chỗ này là nha. Đó, con này là con Kuruta 50 nha, 50cc. Đó, nó là dòng của Erimitsu nha, bình 18 lít có chức năng xả lúa. Giật hơi cho bà con đây. Đó, dây giật mà còn trắng nõn luôn nha. Bình nó là 18 lít là không có bởi nha bà con. Đó, không có bởi nè. Bình 18 lít không có bởi. Nhưng mà đầy đủ đồ, bô e đồ đầy đủ. Con này là không bao giờ mất lửa, nó xài Isotep nè nha. Đó, xài Isotep. Nó nằm lên tới 50cc nha. Đó, nhưng mà rất tiếc á, là đây nó bị mẻ một miếng chỗ này nè. À, thấy không? Bà con thấy không? Nó mẻ một miếng chỗ này. Thì có thể cái này á, thì mua ống nhung mình trùng lên mình cũng được luôn. Đó thì cái đó cái quyền của bà con. Còn không được á, thì Thiện sẽ bán phụ tùng. Đó, Thiện sẽ kiếm cái con nào nó giống như vậy, Thiện sẽ lấy Thiện bỏ vô hoàn thành. Còn nếu bà con nào muốn là dọn hoàn thành hết thì cái giá tiền nó khác nha. Rồi cây này ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con giá bán là 1 triệu nha. Con số 3 1 triệu nha, đủ đồ nha bà con. Đây con số 4 cũng đủ đồ nè. À, số 4 nó chỉ có thiếu là một cái nắp bô e nè. À, nắp bô e này thì bà con đổ được rồi. À, thiếu nắp bô e nha. Con này là con Isaki nha bà con. Đó Isaki. À, con này Isaki nha. Isaki này là 130 nè. À, Isaki này 130 thôi nha. Đây rồi cái con này giật hơi cho bà con đây. Đó, hơi há mà rất là ngon luôn. Dây giật mà còn trắng nõn luôn nè. Đó thấy không? Bình nó là 10 lít thôi nha bà con. Bình này chắc 7 lít à. Nhưng mà nó bị răng khúc này rồi. Đó, bán cho bà con giờ bà con thổi lá cũng được. Từ cái khúc này đổ xuống nè. Như nó còn răng á thì bà con có xài thì xài. Đó, đới đồ còn yêu nguyên hết, ngon lắm nha bà con. Đó, giờ nếu mà bà con nào không xài muốn thay bình lớn á thì bà con mua bình lớn mà bà con bỏ vô. Đó. Còn động cơ là từ khúc này nó bị răng cái này nè, thấy không? Đó. Thì hôm ngày hôm nay Thiện sẽ quay kỹ cho bà con. Đó, và mình Thiện cũng báo giá thì bà con thấy giá nó hợp lý thì bà con ủng hộ bên cửa hàng, thì bên cửa hàng sẽ cảm ơn tất cả những bà con đã ủng hộ. Cho nên bà con nào mua hàng đó Thiện sẽ quay chi tiết từng con cho bà con, cái nào nó bởi cái gì. Đó trên bờ hoài Thiện giờ mà thấy nó bởi thì Thiện báo bởi liền nha. Rồi cây này là cây số 4 nha bà con. Đó, số 4 này bán cho bà con 700.000, số 4 700.000 nha. Rồi vô cây số 5 luôn. À, vô một cái cây Erimitsu luôn. À, Erimitsu luôn nha. Con này là 50cc. À, 50cc nha. Con này thì hình như nãy có cái nắp bô e. À, có nắp bô e mà.
có nắp bue là Thiện sẽ cho bà con cái nắp bue nè. Đó, cho nắp bue nha. Con này là bình nó là 15 lít. Đó, bình 15 lít, bình nó là không thấy bởi nha. Đó, bình nó không có bởi. Và con này á thì nó cũng có được một cái ống nhung đi luôn. À chết cha, phát hiện rồi nha bà con. Một nút chút xíu cái này. Đó thì bà con hàng lại bà con xài vô tư luôn, tại coi cái bình giờ nó rất là dày nha. Đây này nó rất là dày, bà con khỏ ra cái nhẹ bà dán con dán kêu a bơ rồi loại là xài rất ok. Rồi bây giờ thì giật hơi cho bà con đi. Đó, hơi hám rồi còn rất là ngon luôn. Thì cái nắp bue này thì sẽ hỗ trợ cho bà con, ghi trên cái thùng là bue luôn nha, cho bue luôn. Chứ để ngày mai là mình quên. Đó. Đó, kỳ này phải kỹ như vậy để cho bà con khỏi chữ Thiện nữa, chữ hoài Thiện cũng đau đầu. Mà khen thì ít mà chữ thì nhiều. Mua máy rồi dọn nổ thì cho khen ngày điện 2-3 cuốc. Còn mà dọn không nổ cũng điện cũng chữ nữa. Đó cho nên thì máy mù, mua mù bán mù thì bên đó nó dời sao Thiện bán vậy. Đó cho nên bà con nào mua thì thấy mà mình làm được thì mình lấy. Còn nhiều lúc bà con mua cái con máy này nó bị trục trặc gì đó, hay là nó bị cái nòng hay gì thì bà con phải canh Thiện bán máy xác. Đó, những cái đó rẻ giờ bà con lấy phụ tùng bà con ráp vô. Đó, cái đó là vui vẻ nhất nha. Thì Thiện sẽ hỗ trợ được hết cho bà con. Đó, chứ không phải là dọn được thì khen, mà dọn không được thì cũng nói này nói nọ là cũng không có được nha. Rồi, cái số 5 này là chỉ cho bue. Đó, cho bue đầy đủ cho bà con. Đó, cây này bán cho bà con 1 triệu nha. Bình nó là 15 lít nha, có chức năng xả lúa. Cây số 5 nha bà con. Rồi, vô cây số 6 nè. À, cây số 6 là một con Curit nha. À, Curit này, Echo Curit này, Curit mấy đây? Curit này 77 mấy sao ạ? À, con này Curit này rất là lớn nha bà con. Bình nó là bình 25 lít. Chỉ có chức năng phun vôi, phun phân chứ không thổi lá nha. Bình xăng chứa đâu là còn nguyên. Bình chứa cũng còn nguyên luôn nha. Giật hơi cho bà con đây. À, hơi hám rất là ngon. Rồi cây này là cây số 6 nha, bình lớn nha, không bởi nha, tem nè, bình nó còn dày rất dày, giờ phun quay phun phân rồi cũng được nha. Rồi cây này bán cho bà con giá bán là 550.000 nha, bình lớn nha bà con, 550.000 cây số 6. Rồi vô cây số 7 luôn, đây cây số 7 là một con Curit nè, Curit này để Thiện coi thử là Curit phải 4 năm không? Để có ông chú ông cứ hỏi cái Curit 4 năm ấy lấy phụ tùng nè. Đó, hiện tại bây giờ là con máy nó đang bị tuột dây giật nè. Đó, Thiện sẽ bán từ cái khúc này đổ xuống thôi. Thiện sẽ lấy cái bình lại nha. Đó, tại vì bây giờ nó hư rồi, còn Thiện bán luôn cái bình á thì tính cái giá khác đó. Còn như bán như vậy á thì nó giá nó khác nha, co đồ này nọ nè. Đúng rồi, đây là bình nó bình 20 lượng nha. Con này Curit 450 nè. Đây. Đúng rồi. Đó, con này là Curit 450 nè. Đó, nếu mà chú vô chú xem á thì chú lấy cái con này giờ được nè. Đó, nó là 450, lấy giờ phụ tùng luôn, lấy luôn cái bình luôn đi. Đó, cây này là lấy luôn cái bình, nó đang bị tình trạng là cứng máy nha. Đó, tình trạng bị tuột dây giật nè, tuột dây giật hay là cứng máy gì trong đó. Đó, và mất bình xăng chứa nè. Đó. Nó bị tuột dây giật rồi, giờ làm dây giật lại nha. Hay là nó bị cứng máy gì trong đó. Đó, nắp bue là đã mất rồi. Đó, nắp bue bị mất nha, còn ống sùng thì nó bị thương, có thương tật gì không biết, mà nó bó băng keo chỗ này thì bà con có lấy thì lấy, còn không lấy thì Thiện bà quăng Thiện bỏ nha. Đó, bình nó bình 20 lít có chức năng xả lúa nha. Rồi cây này bán cho bà con 400.000 nha, cây số 7 400.000. Rồi vô cây số 8 nè, vô một cái con vôi 4 nè, con siêu vip luôn mà nó bởi bình rất là tiếc luôn. Đó, cây này nè cũng có chức năng xả lúa nè, vôi 4 nha. Đó, còn mới tinh xà beng luôn. Đó, con này nó rất là mới. Đó, mà nó bị bởi bình rồi nha. Đợi, Thiện thấy còn chút xăng để Thiện cho nó nổ cho bà con xem. À, một chút bơm được cũng bơm còn được, lên ga đây. Rồi chút nữa Thiện sẽ quay vòng vòng cho bà con xem nha. Con quê 4 này còn đẹp lắm. Được đi. Lại cái nhẹ cái nữa cho bà con lên cái cần ga. Phun voi là phải nhớ là trước khi cho máy nổ là phải dừng ga.
Thiện sẽ quay sơ lược cho bà con. Con này là dòng, nó là dòng vơi 4 nha. Đó, thì Giang Ma vơi 4 thì nhà bà con là xài những cái dòng này, thì mình lấy có bình còn sẵn, lấy vơi thay vô, còn không có làm thổi lá đồ cũng được luôn nha. Cây đây là còn máu lắm là máu luôn, không có một cái con ốc nào xét luôn nha. Đây lưng đây đồ còn rất là đẹp luôn nè, thấy bà con dòm này rất là đẹp. Đó, rất là đủ đồ nữa chứ. Đó, nó không có thiếu cái gì hết nha. Đó, nếu mà nhà bà con nào có xài những cái dòng này thì bà con lấy vơi nha. Rồi cây này bán cho bà con số 8 này bán cho con 1,7 triệu nha. Con số 8 1,7 triệu. Rồi vô con số 9 nè, một con Maruyama nè, bình xịt thuốc, bình xịt thuốc xài quạt. Bình nó là bình 10 lít nha. Đó, giật hơi cho bà con đây. Đó, ủ giật trợ lực nha. Đó, hơi rất là kín luôn nha. Đó, ủ đây là ủ giật trợ lực nè, sực luôn nè, thấy không? Thấy không? Bình nó là bình 10 lít nha. Đó, bình là bình 10 lít đầy đủ đồ. Đó. Bình là còn nguyên nè. Đó, bình còn nguyên nha. Nhưng mà thiếu cái nắp đai lưng. Thì nếu đai lưng á thì cho bà con, giờ bà con tự độ nha. Tại vì nó có bốn cái chân ốc này, giờ mình độ vô thôi. Đó, thì cái này là sẽ cho bà con đai lưng, ghi chữ đai lưng vô. Ngày mai là Thiện sĩ dòm đó, hôm nay Thiện kỹ mà đỡ mà khỏi mất công mà lộn chưa nữa nè. Đó, rồi cây này bán cho bà con giá bán là 450.000 nha. Cây số 9 450.000 nha. Cho đai lưng nha, đủ đồ Maruyama xài quạt. Rồi vô cây số 10 nè. Ở một con Eso Kudit 460 nữa nè. Và 460 nha, đã tiện thấy còn chút xăng nè. Nó còn máu gơ. Hàng bên đó nó giờ còn máu tinh. Rồi giật thử coi. Lên ra là giật lại cái nhẹ nó coi lại nổ à. Rồi, con này là nó là ổ giật trợ lực nha bà con. Echo Kudit 460 nè, ổ giật trợ lực nha. Đó, con này ổ giật trợ lực luôn. Ở đây lưng đây đồ là còn. Giờ gắn bình, mua cái bình 25 lít đồ bỏ vô là xài xả lúa, nó có chức năng xả lúa nha. Đó, coi như nó đầy đủ đồ hết á, tay quạt nhựa, tay mũ nè. Cần nó đồ đây nè. Còn đó, còn những bà con nào mà lấy những cái đồ phụ tùng gì tối hôm nay thì hãy bình luận trên kênh dùm cho Thiện, hoặc là nhắn tin trên Zalo đợi Thiện ngày mai, tại lô hàng là giờ nhiều là Thiện sẽ tìm phụ tùng cho bà con, đóng đi hết cho bà con nha, chứ để bà con điện thoại hoài thì cũng ngại lắm. Cho nên những cái bà con nào đã dặn phụ tùng mà nhiều quá thì Thiện lưu bô quá, Thiện sẽ không có biết. Thì tối hôm nay Thiện lên cái kênh ngày 2 tháng 4 nè, thì hãy vô kênh và nhắn tin trên Zalo để ngày mai Thiện lục phụ tùng luôn cho bà con. Đó, cho xong cái những cái đơn hàng trước cho bà con hoàn thành, giờ làm hoàn thành con máy nha. Rồi cây này là cây số 10 nha bà con. Đó, ổ giật trợ lực nữa, đẹp nữa. Rồi bán cây này cho bà con 1,8 triệu nha. Đó, bán cho bà con 1,8 triệu, giờ gắn bình vô là xài thôi. Cây số 10. Rồi vô cây 11. Đó, cây 11 nha, một con Isaki nữa nha, Isaki lớn nha. Đó, con này con này Isaki này là 50cc lận nha bà con. Đó, bình sáng chứa con. Đó, bình sáng chứa con, giật thứ được. Đó, giật hơi được coi, hơi hám rồi còn ngon. Đó, riêng lửa là không bao giờ mất, tại vì những dòng này nó xài IC tép. Đó, qua nó có chức năng xả lúa nhưng mà nó bị bởi cái bình rồi. Đó, nó bởi bình rồi. Giờ bà con làm thổi lá, thổi đồ đồ cũng được nha. Rồi cây này bán cho bà con 600.000 nha, cây 11 600.000 nha. Rồi vô cây 12 luôn. Đó, 12 nha, một con Mitsu 280 nha bà con, Mitsu 280 nha. Đó, con này là bình xăng trên. Đó, con này là cũng có chức năng xả lúa mà bị bở bình rồi. Đó, con Mitsu này cũng còn rất là đẹp luôn. Rồi giật thử coi. Giật nhẹ lại cái nữa cho bà con cho nó sạch xăng luôn. Đó, đới đồ là còn rất là đẹp luôn nha bà con. Con này mà nói bây giờ mà thổi lá
hoặc là gắn bình xịt thuốc lên là thôi hết sảy chơi luôn, dòng Mitsu nữa, tiết kiệm xăng nữa nha. Đó, tiết kiệm nữa. Rồi cây 12 nha. Rồi cây 12 này bán cho bà con giá bán là 1,1 triệu nha. Đó, bán cho bà con 1,1 triệu. Rồi vô cây 13 nè. À, cây 13 nha. À, một con máy phát điện Shindawa nè. À, một con máy phát điện Shindawa nha. À, con này Shindawa nhỏ nha bà con. À, đầy đủ đồ. À, Shindawa đầy đủ đồ luôn. Máy phát điện hình như nó mấy ký đây? Y16 là bao nhiêu ký thì cũng không biết nữa. À, thì cứ giờ máy phát điện bán là cứ dòm thấy vậy là bán kiếm 700-300 thôi. À, con này hình như chẳng lẽ nó có 1,6 ký à. À, nó có 1,6 ký rồi nha bà con. À, rồi củ đời củ phát rồi nó đây còn đây, bô e bô đồ đầy đủ đó. Xin ra qua giật hơi đồ cho bà con ơi. Đó, hơi hám đồ còn rất ngon nha. Đó, hơi hám rất ngon. Rồi cây này bán cho bà con giá bán đó là 1,5 triệu nha. Đó, bán cho bà con 1,5 triệu. Cây 13 1,5 triệu nha. Rồi vô con đây, rất dễ làm mai nhớ không trời. Rồi cây vô cây 14 nè, một con Curit ổ giật trợ lực. À, ổ giật trợ lực nha. Bình nó là bình xịt thuốc nó là bình này 15 lít nha bà con. Bị răng một đường, bị răng thôi nha. Đây nè, nó bị răng chỗ này nè. Răng một chút xíu chỗ này thôi. Đó, ổ giật trợ lực. Đó, giật hơi cho bà con đây. Đó, giật được nha. Đó, bao giật được hết cho bà con. Ờ, quay qua đây. Thấy không? Đây đầy đủ rồi nha, 15 lít bình đang đẹp nè, mà nó bị răng cái mục, nó răng đây nè. Đây, nó răng một chút xíu chỗ này nè. Đó, thấy không, bà con thấy không? Rồi cây 14 này bán cho bà con 450.000 nha. 14 450.000 nha. Ra sách ra bơm nước mini rồi vô đây. Rồi thiện sẽ qua bơm nước mini rồi hết cái khu vực bên đó qua đây. Rồi vô cây 15 nè. Đó, một con bơm nước mini luôn nè. Cứ hỏi mini giờ dọn nè. Đây là một con TF22. Bình xăng chứa còn nguyên nè. Đó, bình xăng chứa còn nguyên nha, bô e cũng còn luôn rồi nha. Đó, lớp bơi lớp đồ là còn hết nha. Rồi giật hơi con này coi. Đó, hơi hám ngon nha. Đó, giờ là bà con dọn nha. Rồi cây này bán cho bà con là cây 16 đúng không? Rồi 16 này bán cho bà con 580.000 nha. Đó, bán bà con 580.000, 16 580.000. Rồi vô cây 17 nè. Một con Rubin cánh bướm EC04 nha. Bị bởi cái bình rồi nha bà con. Đó, thiện sẽ cho bà con cái bình luôn. Đó, vậy là cây này cây 15 nha bà con. Đó, cây này cây 15 nè. Cây bơm nước mini 15. Đó, bơm nước mini 15 nha. Đó. Rồi, cây đây vô cây 16 nè. Đó, cây 16 nha. Ở đây cây 16 nhớ là bà con là con này là con 15 nha bà con. Đó, TF22 bơm nước là lần đầu tiên là 15. Đó, vô cây 16. Thiện sẽ cho một cái bình, cho bình, ghi chữ cho bình vô. Đó, cho bình để cho giờ bà con dọn luôn. Đó, Rubin cánh bướm nha. Đó, EC04. Con này giật thử nó được không? Tình trạng chính cứng nha. Đó, không có nắp bô e nè. Đó, không có nắp bô e nha. Bơm được là còn y nguyên nha bà con. Không có nắp bô e. Rubin cánh bướm cho cái bình. Giờ bà con dọn nha. Rồi bán cây này cho bà con 400.000 nha. Cây 16 400.000. Rồi vô cây 17 nè. Con này nó bị mất một con ốc nè. Nha, mất một con ốc nè. Mai thiện sẽ dặn một con ốc vô cho bà con. Cái bình này là còn nguyên nè. Đó, bình còn nguyên nha. Mai thiện dặn một con ốc vô cho bà con là hoàn thành. Đó, bô e đồ cũng đầy đủ luôn nè. Bơm đồ cũng đầy đủ luôn. Đới nó bị cong một xíu nè, giờ gò đới lại nha. Bơm không lủng nha. Đó, bơm không lủng, giật giật cho bà con thử coi. Đó, hơi hám nó còn rất ngon nha. Rồi cây này bán cho bà con 17 nè. Bán cho bà con giá bán 550.000 nha. 17 550.000. Rồi cây cắt hàng rào. Rồi 18 nha. 18 là một con Shindawa nè. Đó, Shindawa bình xăng bị bởi rồi nha. Shindawa bình xăng bị bởi, chứng xăng bô e còn. Đó, lử đồ cũng còn luôn nè. Thấy không? Bóp ga bóp ngon nè, ga bóp nè. Rồi giật hơi cho bà con đây. Đó. Hơi hám rồi còn rất ngon nha. Đó, rất là ngon, bởi bình xăng thôi. Đó, bởi bình xăng này giờ bà con mua bình xăng bà con đổ vô nha.
giờ cắt hàng rào hàng đồ rồi cũng ngon lắm nha. Rồi bán cây này cho bà con là 420.000 nha, 18 420.000. Rồi vô cây 19 luôn. Đó, bán cho bà con lấy phụ tùng luôn. Đây bô e bô đồ đầy đủ nè, một con Rubin 233 nha, xài quạt nè. Đó bà con giờ lấy ron, lấy fuel đồ trong này đầy đủ hết nè, van đồ này đầy đủ hết nha. Rồi giật hơi cho bà con coi. Đó, ơi hám ngon nha, cây này nhiêu? Rồi cây 19 nha, bán cho bà con 150.000 nha, 19 150.000. 19 150.000 nha. Rồi vô cây 20 luôn. Thêm một con TF22 luôn. Đó, TF22 xài quạt nữa nè. Đó, xài quạt nha. Đó, giờ bà con lấy phụ tùng lấy đồ. Đó, lấy bộ e bộ đồ cũng còn nữa nè, thấy không? Có bộ e đồ luôn nha. Đó, giật hơi cho bà con đây. Rồi, cây này cũng vậy, bán cho bà con 150.000 luôn. Đó, cây này cây 20, 150.000 nha. Trong kiếm chỗ nào sáng sáng ghi vậy? Ồ không, ghi dưới đây rồi nè. 20 nha, 150.000. Rồi 21 đây. 21 này hai con TG luôn. Lấy con TG kia luôn, TG nè. Đó, 21 gồm hai con TG. Đó, TG đây là TG 18 nè. 18 luôn nè, hai con giống nhau nha. Đó, TG này là còn chén xăng đầy đủ nè. Vú bơm, nú bơm đồ còn ngon nè. Đó thấy không? Bơm quạt nha. Rồi hai cây như vậy nè. Bán cho bà con cây 21 nha, hai cây bán cho bà con 400.000, hai cây 400.000 nha. Đó, 21 400.000 gồm hai cây. Đó, cắt kè vô. Rồi 22 nè. Đó, 22 một cây Makita nè. Đó, cắt chè nữa nè. Đó, bình xăng đồ còn nè. Đó, nhỏ gọn mignon nè, cắt hàng rào đồ rất là ngon nè, giật hơi cho bà con ơi. Đó, giật được nha bà con. Đó, cây này còn đẹp nè, hơi hám rồi còn rất ngon luôn. Đó, đầy đủ đồ luôn, giờ dọn phát một nổ luôn. Đó, rồi cây này là cây cây 22 nha. Đó, bình xăng thì nó răng răng một xíu là thôi nha. Đó, rồi cây này còn đủ đồ, đủ đồ luôn nha. Bán cho bà con 430.000. Đó, 430.000 cây 22. Rồi 23. Đó, 23 một con Tanaka nha. Đó, Tanaka nồng lớn nè. Đó, Tanaka nồng lớn, bơm nước lớn nè, thấy không? Cái bơm bự cho bá luôn nha. Đó, bình xăng chứa nó nè, bự cho bá luôn nè. Còn rất là nguyên luôn nè. Đó, đầy đủ đồ nè, giật thử được không? Đó, tình trạng chính cứng nè. Đó, tình trạng chính cứng nha. Cây này giờ gỡ bơm ra nha bà con. Cây này rất là đẹp luôn, siêu sao đẹp luôn nha. Đó, coi nè, cây này quá đẹp luôn. Giờ mình gỡ cứng mình gỡ ra. À, bu e bu đồ đầy đủ, bình xăng đồ cũng đầy đủ luôn. Rồi cây này bán cho bà con 600.000 nha. Cây 23 600.000. Rồi 24. Đó, 24 một con Rubin cánh bướm EC04 đó nè. Bình xăng còn nguyên nè. Đó, bu e rồi còn nguyên, coi như con này đủ đồ luôn á. Rồi giật hơi cho bà con coi. Đó, hơi hám rất ngon nha. Rồi cây 24 này bán cho bà con 600.000 nha. 24 600.000. Đó, có cái quan nữa nè. Đó, có quan đỡ cho bà con luôn nha. Đó, cây 24 600.000. Rồi vô cây 25 nè. Một cây Subaru nha. Đó, Subaru EH13 4 ngựa rử. Con này là nó là cốt thẳng tu nhanh nè. Giờ chạy thuyền chạy đồ là được ok luôn nè, thấy không? Đó, bao hơi bao lửa cho bà con, giật hơi đi. Đó, hơi hám được, giật được nè. Thấy không? Giật thêm cái hai cái nữa coi. Đó, muốn nổ luôn. Đó, đây giờ bỏ xăng vô nó nổ luôn phải chưa? Đó, rồi bà con vội xin đồ ra mình tân trang lên cho nó đẹp. Đó, đẹp con máy nha. Đó, thì cái cây này bán cho bà con giá bán là 1.600.000 nha. Cây này là cây 25 1.600.000 nha. Rồi vô cây 26 luôn. Đó, thêm một con nữa nè. Đó, con EH13 nữa nè. Chạy máy đầm máy đồ cũng được luôn nha bà con. Đó, đủ đồ luôn. Con này con cốt thẳng tu nhanh luôn. Đó, giật hơi cho bà con ơi. Đó, hơi hám rồi còn rất là ngon luôn. 26. Rồi cây này cây 26 nha.
à, cây 26 này cũng bán cho bà con 1,6 triệu luôn. À, 26 1,6 triệu nha. Quan sau 26 1,6 triệu nha. À, cốt thẳng tôi nhanh. Ở à, giờ bỏ trên đầm cấp đầm đồ gì cũng được hết. Hay là chạy xuồng giờ gió xuồng gió lãi rồi cũng được luôn nha. Đó lấy mấy cái chút chút vô đang hết luôn đây. Rồi, thêm một cái cốt cách chè xanh gu. À, xanh gu nha. À, xanh gu tôm rời nè. Đó, và nó bị mất lử rồi nè. Nó bị mất lử rồi nha. Đó bị mất lử rồi. Mà giật giật được không? Đó giật được nha bà con. Đó xanh gu này xanh gu mấy đây? Xanh gu gì mà 767 luôn. Đáng lẽ nó phải có xanh gu hai mấy hay sao chứ. Đó ISO tiếp rồi đầy đủ bình xăng chứa rồi còn mà mất cái lử cắt chè rồi nha. Đó mất cái lử cắt chè rồi. Rồi bán cho bà con 300 ngàn nha. À, bán bà con 300 ngàn, 27 300 ngàn nha. Rồi 28 nè. Thì một con Rubin cánh bướm nữa nè. Đó à, ISO 04 nha. Cây này thì nó bị răng thôi. Đó cái bình này bị răng thôi. Bue đầy đủ giật thứ nữa không? Giật thứ nó được không? Đó à, tình trạng chứng cứng nha. Đó à, con này chứng cứng bán cho bà con 350 ngàn. Cây 28 350 ngàn nha. Rồi đưa mấy cái cây cắt chè rồi giờ đang hết luôn đi rồi vô phun quay lại ít nữa cho bà con luôn rồi dọn dẹp cho tối à. Rồi cây này là cây 29 nha. Đó một con Shinawa. Đó đầy đủ đồ luôn nè. Đó Shinawa 22 nha. Bộ e bộ đồ đầy đủ bình xăng chứa rồi cũng còn ngon luôn nè. Giật hơi thử coi. Đó hơi hám được lử rồi lử còn chạy nè. Lử còn chạy luôn nè. Đó lử còn chạy luôn nha. Đó rồi cây này bán cho bà con giá bán 500 ngàn nha. Đó, bán bà con 500 ngàn, cây 29 500 ngàn nha. Rồi vô cây 30 nè. Đó, 30 là đủ đồ luôn, thiếu ô giật nè. À, thiếu ô giật nha. Nè, bao quay được nè. Phải không? Bao quay được nha. Đó, bao quay được, bình xăng chứa là bị răng một chút xíu chỗ này nè. Bao quay được, mất nắp bô e. Đó, lử đồ còn luôn nha. Rồi lô quay lô mấy? 30. Rồi lô 30 nha. Đó, bán cho bà con 320 ngàn nha. 320 ngàn, 30 320 ngàn. Rồi vô cây 31 còn một cây Echocurit nè. Đó Echocurit nha. Bình chứa rồi còn nguyên nè. Đó à, là lử rồi cũng còn luôn nè. Chỉ giật hơi cho bà con thôi. Đó hơi hám rồi còn rất là ngon luôn. Đó hơi hám rồi còn ngon luôn nha. Rồi cây này bán cho bà con 420 ngàn nha. Đó cây 31 420 ngàn nha. Rồi à còn một cây đây nữa nè. Đó cây tay lái đây nữa chứ. Đó tay lái Maru gì đây. Maruyama 231 nè. Đó, cây Maruyama 231 giật hơi cho bà con đây. Đó, hơi hám rồi còn ngon nha. Rồi, cây này bán rẻ luôn cho bà con luôn. Đó, bán cho bà con 450 ngàn nha. 32 450 ngàn. Rồi, vô cây 33 nè. Đó, một con Echocurit nè, rất đẹp nha. Đó mà lên lên gai còn có chút xăng trong đây rồi. Đó rồi vừa thôi à, con này bới bình nữa nè. Rồi giật nhẹ thôi. Con này là do nó bị bởi bình nè, nó có chức năng xả lúa luôn. Đó, nó có ống sùng ống đồ đầy đủ luôn nha. Ổ giật trợ lực con này nó còn mới tinh xà beng luôn, rất tiếc là nó bị bởi bình. Đây lưng đây đồ nè bà con dòm nè. Đó nó còn mới ơi là nó mới luôn nè, thấy không? Đó bà con, rất là mới luôn nha. Đó. Con này là con 32. 33 nha bà con. Đó, 33 nè. Đó, con máy gì mà nó mới bình xăng bình đồ nó còn mới tinh y như là bên đó nó chưa có xài vậy á. Còn mới ơi là nó mới luôn. Cây này bán cho bà con giờ bà con thổi lá cũng được nữa. Bán bà con 1,5 triệu nha. Ồ đẹp quá mà. Ồ bán cho bà con 1,5 triệu quá đẹp luôn. Siêu sao luôn. Mới tinh xà beng luôn. Rồi vô cây 34 nè. Đó thêm một cây Curit nữa nè. Bên nó độ sẵn rồi nè. Đó độ sẵn rồi nha. Curit 35 nha. Đó nó độ sẵn rồi. Đó con này là con đổ xăng vô nó nổ luôn à. Rồi giật đi. Lại giật cái nhẹ lại ô giật trợ lực mà
Ủa giật cho lực, giật cái nhẹ ra là nổ. Đó, cây này giờ là thổi lá luôn. Đó, mua cái ống sùng nữa là giờ thổi lá luôn nha. Cây 34 nha bà con. Đó, cây này giờ là không cần bà con làm gì, người già xài cũng được, thổi lá sân vườn hay là sân nhà trường đồ rất là ok luôn. Cây này bán cho bà con giá bán là 1.400.000 nha. Đó, 34 1.400.000 giờ là xài luôn đó. Nổ ngon không? Đó, thêm một con Echocurit 61 nữa nè. Đó, bình nó là bình 25 lít nha, có chức năng xả lúa, quạt tay mũ, quạt mũ nha. Đó thì cũng thấy còn chút xăng nè, đó thì coi thuận giật thử cho bà con luôn. Đó, bán rẻ luôn cho bà con luôn. Ngày hôm nay lô giờ được con hai con. Rồi, giật lại cái nhẹ nữa cho bà con. Con 35 này bình nó là bình 25 lít nha. Ở có chức năng xả lúa. Ở cái chỗ này nó bị rách xíu nữa thôi. Ở hàng mà nó dời mà đổ xăng vô nó nổ là rất là ok luôn nha. Rồi cây này là cây 35 nha bà con. Rồi bán cho bà con giá bán 2.800.000 nha. Đó, bán cho bà con 2.800.000, cây 35 2.800.000. Ờ. Rồi vô cây 36 luôn. Đó, cây 36 luôn nha. Đó, một con Isaki nữa nè, 50 nè. Đó, con này giờ thổi lá nó cũng bị bởi bình rồi nè nè. Đó, lên cái tí coi thấy có chút xăng giật cái nổ không, 36 nè, giật nổ cho bà con xem cho mát mắt. Thôi đó ha bà con dòm nè. Đó, còn đầy đủ nè nha. Đó, bình xăng chứa được cũng còn viên, cái chỗ này nó hơi bị xét nha. Đó, hơi bị xét thôi. Rồi bán cây này cho bà con 850.000 nha. Ở cây 36 850.000 nha. Rồi vô cây 37 nè. À, một con xịt thuốc Cushin nè, bình 10 lít. Nhưng mà cái bình 10 lít mà nó bị răng một chút xíu chỗ này rồi nè, nó răng một chút xíu ra đây rồi nha. Ở giật hơi cho bà con thứ ơi. À, con này nó không có chiến, không có chế xăng luôn. Không có chế xăng thôi, quăng đâu kia đi. Không có chế xăng cái đó không có sao bà con dọn. Rồi con đây. Đây, con này còn đây. Đó, còn quạt rồi luôn nè, Cushin nè. Đó, Cushin 22 nha, bình 10 lít nè. Rồi giật hơi cho bà con thứ coi. Đó, coi là thuốc giật cái nó coi. Đó, thuốc lưới nó còn muốn xịt ra luôn nha. Rồi cây này 37 nha. Đó, 37 bán cho bà con là 470.000 nha. Đó, bán bà con 470.000, 37. Rồi 38 luôn, một con Echocurit nè. Đó, xài quạt ôi giật cho lật nha. Đó. Thùng có bởi không? À, thùng không bởi nha. Đó, thùng không bởi nha. Đó. Nó xuất cái ống ở bên này nè, giờ câu cái ống vô cái chỗ này nha bà con, nó bị đứt có một khúc ống rồi. Bình còn nguyên luôn, bình này là bình 20 lít nè. Đó, Curit 500 nè. Rồi giật thử cho bà con, ôi giật cho lật mà. Đó, thuốc nó văng ra nè, đó, thuốc mà nó văng ra luôn rồi, thấy bà con, đó, thấy không? Nó nghẹt một cục đó luôn nha. Rồi cây này bán cho bà con 650.000 nha, cây 38 650.000 nha. Rồi vô cây 39 nè. Đó, thêm một con bình này là bình 15 lít nha. Cũng ôi giật cho lực nữa nè. Đó. Đó, ôi giật cho lực nha, xài quạt luôn. Con này xài quạt luôn nè. Thấy không? Đó, cây bình rồi còn nguyên si luôn. Rồi bán cây này bà con 600.000. 39 600.000 nha. Rồi 40 nè. Một cây Echocurit 453 nè. Đó, đầy đủ đồ nè, bình rồi còn nguyên nè. Đó, vú bơm rồi còn, búa e rồi còn, co rồi còn, giật thử được không? Đó, hơi hám rồi còn ngon nè. Rồi, có chức năng xả lúa nè. Đó, máng chợt nha, có chức năng xả lúa giật được bởi bình rồi. Nhà bà con nào có xài những dòng bình này thì lấy giờ mình xài nha. Rồi bán cây này cho bà con là 650.000. Cây 40 650.000 nha. Rồi 41 luôn nè. Đó, thêm một con Kuruta 310 nữa nè, mini nè. Đó, mini nha, giờ xả lúa xả đồ được cũng được, có vú bơm nữa nè. Đó, vú bơm rồi nè, giật hơi cho bà con đây. Đó, hơi ám rồi còn ngon nha. Rồi bán cây này 41 hả? 41 bán cho bà con 500.000 nha.
đừng có trên vô nhà nữa. 42 nè, chắc đủ qua đây đủ mà. 42 nè, một cây bình trái bí 470 nha. Đó, bình xăng chứa rồi còn bí, nó là bí, bí này bí 12 lít nha. Đó, bí nhựa, con này là quạt nhựa nè, à con này quạt nhôm rồi. Đó, quạt nhôm nha, giật hơi rồi cho bà con coi. Đó, hơi hám ngon ngon nha. Đó, muốn nổ luôn. À, bị sứt một chân đới nè. À, sứt một chân đới nha. Rồi cây này bán cho bà con 1,5 triệu nha, 42 1,5 triệu. Rồi 43 nè, một cây rubin cánh bướm 411 nha. Ổ giật bị tuột dây giật nè. Đó, tuột dây giật nha. À, đầy đủ ấy nè, nắp bô em mất nè. Đó, nắp bô em mất, bình xăng chứa còn nguyên nè. Đó, bình xăng chứa còn nguyên nha. Rồi thổi lá 411 nha. Rồi cây này bán cho bà con giá bán là 480 ngàn nha. Cây 43 480 ngàn. 44 nè. 44 là một con cu rít nữa nè. Cu rít này như thấy có chút xíu xăng này, giật thử nó nổ không. Đó, lên ra. Rồi giật lên. Rút cái cần kia ra. Đó, rút cái đó ra. Rút cái hết ra. Rồi. Mở cái nắp ra ra. Đó, con này là máng vuông nha. Chỉ có phun vôi phun phân thôi. Đó, phun vôi phun phân. Con này mấy cái nút này là nó đợi nó chới là xịt thuốc á. Đó, mình không có xịt thuốc. Đây nè, nó nút này là nút nó đỡ chới xịt thuốc nè. Đó, rồi cây này nên giờ là phun phân, phun vôi, thổi lá, bình nó là bình 25 lít nha. Đó, bình rất là lớn luôn, 25 lít. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi. À, bình 20 nha. Đó, giờ bà con với chỉ cái việc xài thôi. Rồi bán cho bà con cây này là 1,5 triệu nha. Cây 44 1,5 triệu. À, 45 nè. À, bí lớn nè. Bí 6,000 nè. Đó, bình đây bởi rồi nha. Chú bơm đồ con. Mắc nắp bô e. Giật hơi cho bà con đi. Đó, hơi hám rồi còn rất ngon nè. Dây giật trắng nõn luôn nha. Đó, trắng trắng không bao giờ bị gì luôn nè. À, mới tin nè, hơi rất nặng, dây còn mới lắm. Đó, mà nó bị bởi bình xăng chứa rồi nha. Nhà bà con là xài cái dòng này thì lấy nha. 45 nha bà con. Đó, 45 này bán cho bà con là 650 ngàn nha. 45 650 ngàn. Rồi 46 nè. Đó, thêm một cái bí 472 nữa nè. Đó, bí đây là bí 12 lít nha. Đó, nó bị áo nó bị bởi này nè, bình xăng chứa còn nè. Ống nhung còn nè. À, ống nhung đồ còn. Đai lưng đây đồ còn đẹp lắm. Rồi giật hơi cho bà con ơi. Đó. Rồi tuột dây giật luôn nha. Đó, tuột dây giật luôn. Đó, giờ bà con ấy ra nha bà con. Đó, thì cây này bán cho bà con là bí đây, giờ mình làm ổ giật đồ lại nha. Bán bà con 1,2 triệu nha. Cây 46 1,2 triệu. 46 1,2 triệu rồi nha. Rồi thì sẽ đăng thêm mấy lô nữa đi. Rồi dọn dẹp như giờ chuẩn bị sập, muốn sập trời, trời rồi, trời muốn sập rồi. Bình xịt thuốc nữa nè, thêm cây nữa nè, giật hơi cho bà con đây. 47 nè. Đó, hơi hám rồi còn ngon nha. Đó, hơi hám ngon. Bình là bình 20 lít nha, không có dở vỡ gì hết nha. Đó, bán cho bà con cây này 450 ngàn nha. 17 450 ngàn. Rồi vô cây 18 luôn. Đó, cây 18 nha. Cây này nó mất cái bình xăng rồi nha. À, quên, 48 nha. À, 48 nó mất cái bình xăng mẹ rồi nè. À, chuyên về phun voi. Con này chuyên về phun voi nha. Bình còn đẹp lắm nha. À, chuyên về phun voi. Giật hơi cho bà con đây. Đó, à, hơi hám ngon nha. Rồi cây này bán cho bà con là 300 ngàn nha. Đó, à, 48 300 ngàn. Rồi 49 luôn, tuột dây giật luôn. Rồi bán cho bà con 300 ngàn luôn. Rồi vô 50 luôn. 50 luôn, một con cu rít 45 nữa nè. 450 nữa nè. Bình nó còn nguyên không? Bô e bô đồ đầy đủ nè. Rồi giật hơi cho bà con coi. Đó, hơi hám rồi còn ngon nha. Đó, hơi hám ngon. Nó bị sức đới cao su rồi nha, cổ đồ còn. Bình 20 lít nha. Rồi bán cây này cho bà con là 700 ngàn nha. Cây 50 700 ngàn. Rồi thì hôm nay Thiện cũng lên 50 lô đi. Ngày mai là Thiện sẽ cố gắng lên tiếp cho bà con.
đó. Thì hàng giờ là Thiện nói là giờ là 200 bình là đúng 200 bình cho bà con đó, thì chắc phải đăng là 4-5 clip để mà lên mới bán hết được. Thì bà con nào chưa biết được cái kênh của Thiện hãy bấm Thiện Bơm Nước Mini Nhật Bãi, nhớ vô đăng ký kênh và chia sẻ giùm cho Thiện đó, và để những cái mặt hàng của Nhật về thì bà con sẽ tham khảo được, thì thấy những cái mặt hàng của mình nha. Đó thì ngày mai Thiện sẽ ráng lên cho bà con là 5-60 lô nữa đây, thì chắc Thiện phải lên 5 clip nữa cho bà con đó. Thì còn sót những máy gì nữa thì Thiện sẽ bổ sung thêm, thì trong thời gian đó thì Thiện sẽ lùng những mặt hàng mà bà con đã yêu cầu, để mà như máy cưa nè, máy cắt cỏ nè, để mà đặt hàng để dời cho kịp, để mà đừng đăng lên cho bà, phục vụ cho bà con nha. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.